chiêu trò vu khống về việc bị thu lại thẻ cử tri. Không kích động được người dân từ bỏ quyền và nghĩa vụ bầu cử trong sự kiện trọng đại ngày 23 tháng 5 vừa qua, các đối tượng chống phá lại bày trò vu khống thu lại thẻ cử tri. Hôm qua ngày 23 tháng 5 năm 2021, mọi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình là tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tính đến 19 giờ, theo cập nhật của 63 tỉnh và thành phố, báo cáo nhanh của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổng số cử tri cả nước tham gia bầu cử là gần 69,2 triệu cử tri, chiếm tỷ lệ 98,43%. Trong số đó có 31.985 tổ bầu cử, có 100% cử tri tham gia bầu cử. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng của Đảng và Nhà nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo chặt chẽ của các tổ chức đảng, chính quyền địa phương đã thực hiện một cách nghiêm túc quy định 5K khi đi bầu cử để đảm bảo an toàn cho nhân dân theo quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, vẫn những thủ đoạn chiêu trò chống phá Đảng, Nhà nước của những phần tử và tổ chức phản động, chúng vẫn đang ra sức ngày đêm tìm cách chống đối, phá hoại ngày bầu cử của đất nước. Có thể kể đến như việc đăng tải bài viết với tiêu đề "Bầu cử năm 2021 có gì lạ" của đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng đăng trên Facebook của Việt Tân với nội dung hết sức bịa đặt trắng trợn. Đối tượng này đã viết bài với nội dung "Không đi bầu bị đòi lại thẻ cử tri". Ai là người bị đòi lại, địa phương hay tổ chức bầu cử nào đòi lại phiếu cử tri của người dân thì đều không nói chính xác cụ thể được và hoàn toàn cũng không có một thông tin phản ánh về việc đó. Như vậy có thể khẳng định rằng thông tin mà đối tượng Hùng đưa ra là hoàn toàn bịa đặt vô căn cứ. Đó chỉ là lời nói được phát ra từ những âm mưu thủ đoạn chống phá ngày bầu cử của đất nước mà những đối tượng giống như Hùng đã thực hiện trước đó. Có lạ nhưng lạ ở chỗ trong điều kiện dịch bệnh bùng phát như vậy mà đất nước vẫn tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt và kết quả cử tri đi bầu cử gần như là tuyệt đối. Đối tượng Hùng còn tiếp tục thể hiện rõ bản chất âm mưu thủ đoạn chống phá điên dại của mình bằng nội dung thiết nghĩ để ở nhà cũng chỉ là tờ giấy lộn nên trả lại người ta. Với quan điểm này của đối tượng Hùng, chúng ta có thể khẳng định đây tiếp tục là những luận điệu công kích bôi nhọ đến ngông cuồng về công tác bầu cử nhằm gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử. Bởi theo quy định của luật bầu cử năm 2015, không có một quy định nào là cử tri không đi bầu thì sẽ bị thu lại. Ngược lại, khi nhắc đến việc này thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng liệu Hùng có vinh dự được viết tên vào thẻ cử tri không? Hay vì lý do nào đó không đủ tiêu chuẩn để làm một cử tri nên thể hiện sự ghen tức, sự cùng quẫn nên đối tượng này mới không thể hiện lòng tự trọng, không có trách nhiệm với tấm thẻ cử tri viết tên mình khi đem so sánh với tờ giấy lộn. Một bằng chứng cụ thể nữa chứng minh cho việc bài viết của đối tượng Hùng hoàn toàn vu khống đó là bầu cử năm 2021 nhưng lại mang tấm thẻ cử tri từ năm 1976 ra để làm minh họa với tên người khác. Như vậy nó đã thể hiện sự nghịch lý giữa nội dung bài viết với hình ảnh mà Hùng lấy ra để chứng minh. Phải chăng Hùng đã tìm được những tấm thẻ cử tri quý giá mang tính lịch sử nhưng vì tự ti, vì bản thân không thể có được tấm thẻ cử tri trong tay nên đem lòng đố kỵ để rồi xuyên tạc sử dụng sai mục đích. Chúng ta có thể tìm được hàng trăm hàng nghìn hình ảnh về bầu cử, nhưng với những tấm thẻ cử tri đó, chúng ta chỉ có thể khẳng định rằng nhân dân Việt Nam rất tin tưởng, rất vinh dự và tự hào khi được viết tên mình vào danh sách và thẻ cử tri. Họ lưu giữ để làm kỷ niệm, để thế hệ con cháu biết rằng ngày xưa khi đi bầu cử thấy vinh dự tự hào như thế, để nối tiếp các thế hệ ông bà, bố mẹ, con cháu và các thế hệ mai sau luôn ghi nhớ và thể hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi cầm trên tay tấm thẻ cử tri. Theo kế hoạch, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 12 tháng 6 năm 2021 hoặc 20 ngày sau bầu cử. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 2 tháng 6 năm 2021 hoặc sau 10 ngày bầu cử. Tất cả những thông tin về kết quả bầu cử, phiếu bầu, tỷ lệ phiếu của từng đại biểu sẽ được công bố công khai đến toàn thể nhân dân. Đó sẽ là lúc những âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc bầu cử sẽ được khẳng định minh chứng rõ ràng. Những kẻ như Nguyễn Mạnh Hùng và Việt Tân sẽ còn tiếp tục đào bới, rình mò và tiếp tục chống phá. Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần nhận thức đúng đắn về quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của Đảng, Nhà nước của những kẻ như Nguyễn Mạnh Hùng và Việt Tân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.